Dạ thưa sư, Phật tử ăn chay có ăn chay kỳ và ăn chay trường, nhưng con chưa hiểu tại sao phải ăn chay trong những ngày trai giới và những ngày trai là những ngày nào. Dạ cảm ơn sư. Dạ A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị là thì theo như tại sao vào ngày trai giới là ăn chay, thì theo như trong các kinh điển nhà Phật và đặc biệt là trong những cái bộ đại trí độ luận cũng như trong Trường A Hàm thì có những bài kinh có nói là lý do là tại vì những ngày trai giới đó là các ngày đó là các thiên giới, ở thiên giới đó là chư thiên là sai các sứ giả đi xuống trần gian, là cái ý là để tìm hiểu rồi để xem xét và khuyến khích con người là làm lành để gì, để tạo cái nhân lành để được sanh về cõi trời. Còn nếu người nào làm ác thì đương nhiên là không được gieo cái nhân sanh về cõi trời. Cho nên vì vậy là các ngày đó các sứ giả giống như đi tuần tra đó, đi tuần tra. Rồi có một số kinh nhà Phật cũng có nói là ngày đó là những vị quỷ thần là đi, nếu mà ai làm những điều ác thì đương nhiên là xử phạt, còn làm những điều lành thì được phước, được thưởng, ban thưởng, được phước. Thì cho nên những ngày đó là khuyến khích là nên ăn chay. Thì đương nhiên là không phải cái ý là ngày đó ăn chay còn ngày khác mình không ăn, nhưng mà ít nhất thì cũng có được những ngày đó để họ sợ là ăn chay. Còn lại những ngày khác họ nghĩ rằng là nhiều khi không có thì không cần ăn chay, thì ít nhất họ tu được vài ngày nó còn đỡ hơn là không có ngày nào để tu. Thì cái ý các ngày trai giới là cái ý như vậy, là tại vì các vị quỷ thần cũng như các vị sứ giả thiên giới đi tuần tra coi tội do dân chúng làm tội phước như thế nào để xử phạt ban thưởng này kia. Cho nên là ngày đó khuyên là con người chúng ta nên ăn chay vào những ngày trai. Thì ăn chay thì có thập trai nè, rồi lục trai, rồi tứ trai, nhị trai. Rồi có vị thì ăn chay tam ngoạt là 3 tháng, tháng giêng, tháng tư, tháng 10. Rồi có vị ăn chay thập trai là ví dụ ngày mùng 1, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, mùng 1 là những ngày đó là thập trai. Còn mà ngày lục trai là chúng ta bớt ngày lại, giống như ngày mùng 1 rằm, hôm 8, hôm 9, 30, mùng 1 đó. Thì hoặc là những ngày về tứ trai là rằm mùng 1, 30, 14, 15, 30, mùng 1. Hoặc là nhị trai thì ăn ngày rằm vào mùng 1 thôi. Thì tùy vào cái sở nguyện, tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh của mỗi vị. Thì có vị chỉ ăn tháng 2 ngày hoặc, nhưng mà ít nhất là người Phật tử thì khuyến khích là chúng ta ít nhất cũng phải ăn được 2 ngày rằm mùng 1. Thì bước tốt hơn nữa thì ăn 4 ngày, 30, mùng 1, 14, 15. Ít nhất cũng ăn được những ngày đó. Còn có nhiều vị phát nguyện thêm là ăn chay trường luôn, hoặc là ăn chay kỳ thì đương nhiên đó, thập trai, tứ trai, lục trai. Thì quý vị không rõ những ngày đó thêm thì quý vị có thể trong kinh điển nhà Phật ghi rất là nhiều các ngày trai, ngày trai trong thập trai, lục trai, tứ trai đều có ghi rõ hết. Thì chúng ta dựa theo đó để chúng ta ăn cho nó đúng những cái ngày đó. Cho nên cái ý là như vậy, thì quý vị cố gắng để chúng ta ít nhất một năm chúng ta cũng có được một tháng, hoặc chúng ta có được những ngày chay để chúng ta bớt cái nghiệp sát sanh, để chúng ta tạo cái nhân lành. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Thưa sư, chúng con có nghe trong băng giảng nói về tam đức, trí đức, ân đức và đoạn đức, nhưng chúng con chưa hiểu ý nghĩa của ba đức này là như thế nào. Dạ, cảm ơn sư. A Di Đà Phật. Thì thưa quý vị, tam đức này là ý nghĩa cũng rất là sâu sắc. Tại ý là thứ nhất á, là trí đức, là nghĩa là sao, tức là chỉ cho mỗi con người chúng ta đó phải lấy trí tuệ để mà soi rọi, là nhờ cái trí tuệ đó mà chúng ta đoạn trừ được vô minh và chúng ta được an lạc giải thoát. Thì cái đó gọi là trí đức, là cái đức mà có trí tuệ thì họ sẽ làm được những cái việc ý nghĩa, làm đúng và làm theo chánh pháp. Tại vì không có vô minh, mình có trí tuệ thì nhờ đó mà mình tạo ra được những cái đức. Thứ hai là đoạn đức. Đoạn đức là gì? Tức là cái đức này, nhờ cái đức đoạn trừ hết mọi phiền não, không còn tham lam, sân giận, si mê, là đoạn đức. Cái thứ ba là ân đức. Ân đức này là chỉ cho chư Phật Bồ Tát ban ân huệ, ban phước lành cho chúng sanh.
thì những vị này là thường là chư Phật và Bồ Tát mới có cái đoạn có cái ân đức, tức là các ngài tấm lòng bao dung, tấm lòng từ bi rộng lớn, ban ân huệ, ban phước lành cho chúng sanh, cái đó gọi là ân đức. Thì ba tam đức là ý nghĩa như vậy. Trí đức là nói về trí tuệ để đoạn diệt vô minh phiền não. Thứ ba đoạn đức là đoạn trừ những cái tham, những cái phiền, đoạn diệt hết những cái phiền não tham lam sân giận si mê. Thì cái này chỉ có Phật Bồ Tát, chứ còn mình thì chưa có được những cái đức này đâu. Chúng ta trí thì chúng ta vẫn có, nhưng mà chúng ta chưa phải đạt tới mức độ như vậy. Còn đoạn đức thì chúng ta cũng có thể có diệt trừ được phiền não, nhưng mà chúng ta chưa có diệt được hoàn toàn. Rồi ân đức thì phải là người có tấm lòng bao dung, có tấm lòng từ bi, có cái phước đức, phước báo đầy đủ mới ban ân huệ, ban phước lành cho chúng sanh được. Thì cái ý ba đức là như vậy. Cảm ơn sư. Trong kinh con có nghe nói về bát nạn, nhưng mà con không hiểu bát nạn là gì, nhờ sư giải thích. Cảm ơn sư. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, bát nạn tức là tám cõi mà chúng sanh sanh vào đó, chúng sanh đọa đày sanh ở cõi đó gọi là bát nạn. Nhưng mà những cái cõi đó là nó còn trong vòng sanh tử luân hồi, cho nên gọi là tám nạn. Nó chưa phải là một cái phước báu, chưa phải là một cái phước duyên, chưa phải là một cái nơi tốt đẹp để chúng ta ở đó, để chúng ta, vì nó không được đưa mình đến con đường tu tập để giải thoát sanh tử luân hồi. Thì thứ nhất là nạn về, thứ nhất là địa ngục, là do chúng sanh tạo những cái nghiệp ác, nghiệp hại người, hại vật, nói chung là tạo những nghiệp xấu, cho nên bị đọa vào địa ngục, gọi là nạn địa ngục. Thứ hai là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là do chúng sanh tạo những cái nghiệp là tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ. Thì những cái nghiệp đó mà chúng ta bị đọa vào ngạ quỷ. Cái nạn thứ ba là súc sanh, là do tạo cái nhân si mê, tức là chúng ta làm những cái điều mà trái đạo đức, trái luân thường đạo lý, bất hiếu, ngỗ nghịch cha mẹ, làm những cái chuyện mà cái do cái si mê mà nó khai sai khiến mình làm, cho nên chúng ta bị đọa vào cõi súc sanh, cho nên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi thứ ba, nạn thứ ba. Nạn thứ tư đó là gì? Tức là đó là nạn cõi ở cõi trường thọ thiên. Quý vị tưởng là sanh về cõi trời là tốt, nhưng mà cái cõi trường thọ thiên tức là cái tuổi thọ nó lâu dài nhưng mà không có tu tập, không có chánh pháp tu tập thì vẫn bị đọa lạc như thường. Cho nên cõi thứ tư là cũng nằm trong tám nạn. Thứ năm đó là Bắc Cô Lô Châu, nghĩa là sao? Tức là cái cõi này hưởng thụ dục lạc sung sướng nhưng mà rồi bị đọa lạc. Mình cứ tưởng được hưởng vật chất đó sung sướng, chúng ta thích, nhưng mà thật ra cái điều đó nó làm cho mình bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi, hưởng thọ xong bị đọa lạc. Cho nên cõi Bắc Cô Lô Châu là một, hay còn gọi là thắng xứ, là một cái nơi vật chất, một cái nơi rất là sung sướng nhưng mà không có tu hành thì cũng gọi là nạn, chứ không phải là tốt. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trường thọ thiên, Bắc Cô Lô Châu là năm. Thứ sáu đó là Manh Lung Ám Á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Mình không có bị đuôi điếc câm ngọng thì đó là một cái phước lành rồi. Chúng ta sanh ra làm người không có bị đuôi, bị điếc, bị câm, bị ngọng là chúng ta không có mắc trong những cái tám nạn. Thứ bảy đó là thưa quý vị, gọi thứ bảy là chúng ta thế trí biện thông, tức là người đó thông minh. Thông minh, rất là thông minh, nhưng mà cái thông minh này xảo quyệt và chỉ tạo những cái trục lợi để tạo lợi cho mình mà không có biết tu tập, chỉ theo cái thế gian thôi. Cho nên cái trí đó, cái thông minh đó cũng gọi là nạn, tại vì nó dẫn đến xảo quyệt và làm những cái điều tội lỗi. Vì thông minh xảo quyệt chứ không phải là thông minh theo kiểu người có đạo đức tu tập. Thì điều đó cũng nằm trong tám nạn. Và thứ tám, nạn thứ tám đó là Phật tiền Phật hậu, tức là sanh trước Phật hay là sanh sau Phật, tức là mình không có được sanh cùng thời với Phật, thì đó là một cái chướng nạn. Thì chúng ta dù hiện tại nay cũng còn trong cái thời cõi Ta Bà là cõi của Đức Phật Thích Ca, thì ít nhất chúng ta cũng còn cái phước lành là chúng ta còn nương giáo pháp của ngài vẫn còn hiện hữu cõi đời để chúng ta nương theo tu tập, thì điều đó chúng ta cũng còn cái phước. Cho nên tám nạn đó là tức là chúng sanh, mà nếu chúng ta sanh vào tám nơi đó thì đó theo Đức Phật, giáo lý nhà Phật thì cho đó là một cái chướng nạn mà cản trở chúng ta không có con đường tu tập để được an lạc giải thoát. Cảm ơn sư. Tức là tóm tắt lại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi trường thọ thiên, Bắc Cô Lâu Châu, rồi
đuôi điếc câm ngọng mà con không có nhớ tiếng Hán. Thôi nhớ đuôi điếc câm ngọng là được. Rồi số 7, thế trí biện thông. Thế trí biện thông. Thứ 8 là Phật tiền Phật hậu, tức là sanh trước Phật, Phật hậu hoặc sanh sau Phật. Con cảm ơn sư. Dạ. Dạ. Thưa sư, chúng con có một thắc mắc nữa là khi lễ lại Bồ Tát Địa Tạng, khi nhìn lên ngài con thấy ngài tay phải cầm tích trượng, còn tay trái thì nắm hạt minh châu, nhưng mà con không hiểu ý nghĩa của việc này là như thế nào. Dạ. Cảm ơn sư. Dạ. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, là hình ảnh Bồ Tát, cái tích trượng á là thời Đức Phật đã có rồi. Đức Phật các vị tỳ kheo thường đi, ngay cả Đức Phật đi khất thực giáo hóa độ sanh, đi khất thực là thường có cái tích trượng để làm gì, để ngăn những cái chướng ngại vật. Ví dụ gặp côn trùng, thay vì mình dẫm đạp thì mình sợ dẫm đạp thì hất, ví dụ hất nhẹ ra, dùng cái tích trượng đó để hất nhẹ những cái vật cản chướng ngại trên đường, để đừng có làm xấu, ảnh hưởng xấu tới những cái con vật ở xung quanh mình. Thì cái đó là tích trượng thời Đức Phật là đã có. Và tên tích trượng là có chế ra là 12 cái khoen. 12 cái khoen đó là tại vì ý là chỉ cho thập nhị nhân duyên. Bởi vì là Đức Phật khi Ngài thành đạo là Ngài quán giáo lý thập nhị nhân duyên. Trong thập nhị nhân duyên thì vô minh là đứng đầu. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu, sanh, lão tử. Thì vô minh là đứng đầu, thì cái khoen này là tượng trưng cho cái vô minh. Thì cái vô minh này thì lấy gì để soi? Tức là bên này là hạt minh châu, tức là trí tuệ. Là trí tuệ để soi rọi, chặt đứt vô minh, tức là diệt được cái vòng 12 nhân duyên sanh tử luân hồi. Cho nên cái ý cầm cái tích trượng treo hạt minh châu là nói về dẫn chứng cho cái vô minh của con người. Và bên này cầm hạt minh châu là trí tuệ, nhờ trí tuệ rọi chiếu thì đoạn dứt được vô minh phiền não, thì chặt đứt không còn khổ đau sanh tử luân hồi. Cho nên ý nghĩa ngài Bồ Tát Địa Tạng cầm cái tích trượng với cái hạt minh châu là vậy, để soi rọi cái cõi vô minh, để mà chúng sanh là địa ngục thì do vô minh mới làm ác, mới đọa vô địa ngục. Thì cái minh châu là cái trí tuệ soi đường để mà diệt trừ, là ý nghĩa là như vậy. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, hôm nay con học được rất là nhiều điều hay. Con hy vọng được gặp sư kỳ tới để có thể tham khảo và học hỏi nhiều đề tài Phật pháp khác. Dạ, con cảm ơn sư. Xin chào chị Như Ý, chào tất cả quý vị đang xem chương trình Tự Ấn Pháp Âm. Dạ, hôm nay con thấy cô rất là khỏe nè. Dạ, như là Phật. Trên thành phố Bakersfield ngày hôm nay chắc nóng lắm không thưa cô? Dạ, trên 100 độ. Quá trời. Từ bên đây, từ thành phố Bakersfield chạy về đây là khoảng bao nhiêu lâu cô ha? Mất 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Với cái thời tiết như đó vậy, là không kẹt xe từ 2 tiếng, mà kẹt xe từ 2 tiếng rưỡi cho tới 3-4 tiếng không biết được. Dạ. Wow. Rất là cảm ơn cô đã dành thời giờ tới đây để mình chia sẻ những bài pháp với chúng con. Cô chạy 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà without traffic đó quý vị. Để đến đây thì quý vị mình thấy mình ở Cali, mình thấy mình rất là may mắn. Vừa được nghe pháp trên YouTube, trên những cái media, cũng như là được nghe pháp trên đài mà được cô với là mấy thầy đến đây để chia sẻ. Ngày hôm nay thì Ni Sư sẽ trở lại với chúng ta với bài giảng tựa đề là 8 ngọn gió của cuộc đời. Con xin kính chào, mời cô. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì hôm nay muốn chia sẻ với tất cả quý vị cái đề tài là 8 ngọn gió cuộc đời. Là bởi vì thấy cuộc đời này chúng ta gặp rất là nhiều vui buồn, vinh nhục, khổ, được mất, rồi nhiều điều cuộc sống này lắm. Có những người thành công chưa chắc là sướng, và có những người thất bại cũng chưa chắc đã khổ, hoặc có những người thất bại quá rồi khổ, đâm ra biến cuộc đời mình thành những cái thành đi xuống tệ hại hơn. Rồi có những người thành công quá rồi sanh ra cũng tệ bại hại hơn luôn, tại ý lại cái sự thành công đó. Và những cái điều đó trong cuộc sống này rất là nhiều, và ảnh hưởng với cuộc sống chúng ta rất là nhiều. Cho nên hôm nay muốn chia sẻ quý vị 8 ngọn gió cuộc đời. Nói theo cái từ đúng trong sách xưa đó là bát phong suy, tức là 8 cái ngọn gió nó thổi. Thì tại sao gọi là gió? Là tại vì cuộc đời này khi mà gió nó thổi đến, nhất là gió mạnh, thì nhà cũng sụp, mái bị tróc, rồi cây cối ngã nghiêng. Còn nếu như có những cây vững thì nó không có bị ngã trước những ngọn gió đó. Còn nếu con người chúng ta cũng vậy, gặp những cái chuyện vui buồn nó đến với mình, nếu mình làm chủ được bản tâm thì chúng ta sẽ không khổ vì nó. Chúng ta sẽ không bị lay động.
Còn nếu chúng ta không làm chủ được bản tâm mình thì bị những cái điều đó nó quật ngã mình, nó làm cho cuộc đời mình đảo điên. Thì cho nên mới gọi đó là tám ngọn gió. Thì thưa quý vị là trong sách xưa có nói cái câu là bát phong suy bất động, tức là không lay động trước tám ngọn gió. Thì thưa quý vị, cái này để trước khi giải thích quý vị cái này thì chia sẻ quý vị có một cái câu chuyện ngày xưa là Phật Ấn, thiền sư Phật Ấn với Tô Đông Pha, gọi còn gọi là Tô Thức. Tô Thức là một người trí thức rất là giỏi và rất thân với thiền sư Phật Ấn. Thì có một hôm Tô Đông Pha mới đến, thì đến chùa, qua sông đến chùa gặp thiền sư, thì thiền sư không có ở nhà. Thì vị này mới viết lên một cái bài thơ rất là hay, để lại trên một tờ giấy, để lại cái bài thơ là Khể Thủ Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoạn đoan tọa tử kim liên. Thì mình dịch cái nghĩa đó là gì? Là đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu tam thiên, tám gió lay chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Thì khi viết như vậy, vị này Tô Đông Pha nghĩ là đắc thắng, là mình văn chương hay, chữ tốt, mình viết ra được một bài thơ rất là hay, để lại đó. Thì khi thiền sư Phật Ấn về, thưa quý vị là thiền sư về mới đọc bài thơ xong, viết lên một chữ là giống như hạ phong, tức là bị đánh rắm đó. Thì sau đó đưa cho người học trò, đem đưa cho Tô Đông Pha. Thì quý vị, Tô Đông Pha khi mà đọc thấy được cái chữ đó rất là giận, nói rằng là cái bài thơ mình hay như vậy mà tại sao phê phán, phê bình một câu hai chữ là hạ phong. Thì cái đó là quá khinh bỉ mình, và giận vội vàng đi qua sông lại đến chùa gặp Phật Ấn để hỏi cho ra lẽ, muốn hỏi cho ra lẽ để mà giải quyết vấn đề đó, tại sao mà coi thường mình như vậy. Thì lúc đó Phật Ấn cũng để lại mảnh giấy, không có ở nhà, không có ở chùa, để lại mảnh giấy là đã nói tám ngọn gió không lay động, bát phong suy bất động rồi, mà tại sao chỉ có một cái từ hạ phong mà phải lặn lội mà đi qua xong mà tìm trở lại nữa. Thì có một ngọn gió nhỏ thôi đó, mà đã dặn là cái này, đã viết bài thơ rất là hay là tám ngọn gió không lay động. Thì lúc đó vị này mới ngộ, mới hiểu. Thì điều đó cho chúng ta thấy cái gì, là nhiều khi mình nói văn hay, chữ tốt, mình làm rất là hay rất nhiều điều, nhưng mà gặp những cái khổ nó, những cái chuyện mà đơn giản thôi là làm mình sân giận nổi lên liền. Thì thưa quý vị, cái tám ngọn gió này là không phải từ cái thời ngài thiền sư Phật Ấn đâu, mà từ thời Đức Phật ngài đã dạy rồi. Ngài đã dạy tám điều này rồi. Trong kinh điển nhà Phật gọi là kinh những bất thành của thế gian, được dịch ra đó, gọi cái từ là những bất thành của thế gian. Đức Phật đã đề cập tới tám pháp thế gian của con người. Ngài mới nói rằng một người mà thực sự có năng lực tu tập, có trí tuệ, quán sát sẽ nhận được tám cái pháp kia là tán tụ, tức là nó hợp lại, nó tụ lại và nó ly tan. Cái chuyện đó là bình thường. Và nhân đó ngài mới, con người mình vì không làm chủ được tám cái điều này cho nên cứ khổ đau vì nó. Cho nên ngài mới dạy trong, dịch ra trong cái đoạn kinh là được mất, nhục vinh, chê khen và vui khổ trong thế giới loài người là những pháp tùy thuộc, sinh diệt và vô thường. Chúng không ngừng thay đổi, biết thế người trí tuệ, chánh niệm, quán sát chúng là duyên hợp đổi thay, pháp ưu ái không động. Không ưu ái chẳng sầu, với thuận cảnh, nghịch cảnh đã tiêu mất không còn, tuệ giác không trần cấu, tâm không còn phiền não. Vị ấy hiểu, biết đúng, đã đạt đến siêu việt, bước tới được bờ kia. Điều này Đức Phật đã dạy từ lâu trong kinh điển rồi, nhưng mà tại vì chúng ta là không có để ý, và chúng ta nhiều khi chúng ta quên mất đi. Chúng ta biết nhưng mà rồi chúng ta không có thực hành. Cho nên hôm nay muốn chia sẻ quý vị, chúng ta cùng ôn lại những cái điều này để làm gì? Để chúng ta đưa ra một cái phương pháp nào để mình không bị tám cái ngọn gió cuộc đời này nó lay động, nó làm biến đổi con người của mình. Thì thứ nhất sẽ đưa đi, kinh điển nói như vậy mình chúng ta có thể hiểu nó, hiểu theo cái nghĩa Việt để chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cái cặp phạm trù thứ nhất đó là được và mất. Thưa quý vị, được và mất này trong cuộc đời này có rất nhiều.
Nhiều khi chúng ta được một cái điều gì đó, được một cái gì đó như ý của mình á, thì mình vui, mình rất là thích. Nhưng mà khi mình mất một cái gì đó, điều mình muốn, mình đang muốn nắm giữ mà nó mất đi thì chúng ta rất đau khổ. Thì hai cái điều đó, được mất này, nó làm cho chúng ta khổ đau rất là nhiều trong cuộc sống. Có một ông trưởng giả giàu có, họ tái, cho nên người ta gọi là tái ông, tức là một ông trưởng giả này giàu có, gọi là tái ông, họ, tại vì ông là người họ Tái. Thì một hôm là con ngựa của ông á, nó chạy đi mất. Thì lúc đó bạn bè hàng xóm mới tới chia buồn ông, nói rằng trời ơi, gia đình ông phúc đức, làm việc lương thiện, sống phúc đức như vậy mà tự nhiên tại sao bị mất con ngựa, uổng quá. Thôi chia buồn với ông đừng có buồn. Thì ông mới nói rằng là không có biết đâu, làm sao biết được, nhiều khi trong cái rủi nó có cái may. Ông nói như vậy đó, thì đúng, con ngựa nó đi thời gian, mấy ngày sau nó dẫn về thêm con ngựa khác nữa. Thì cái điều đó hàng xóm cũng qua chúc mừng, nói đúng là ông nói, công nhận đúng. Thì trong cái rủi nó có cái may, tự nhiên con ngựa này nó đi, nó dẫn thêm một con về nữa là có lời. Thì cho nên chúc mừng ông đã được lợi. Thì khi chúc mừng như vậy, ông cũng nói đâu có biết được, nhiều khi trong cái may nó có cái rủi. Thưa quý vị, là mình ông nói đúng thiệt. Thời gian đứa con trai của ông á, nó thấy con ngựa mới về ngon lành quá, nó leo lên nó cưỡi, nó thử thử, không may và té xuống gãy cái chân. Thì đó là cái xui nó đến. Thì khi cái xui nó đến như vậy thì bạn bè hàng xóm cũng đến chia buồn nữa, nói thôi thì coi như chia buồn với ông, lại chuyện xui nữa nó xảy đến. Và ông cũng lạc quan lắm, ông nói cũng không biết được, nhiều khi trong cái rủi nó lại có cái may khác nữa. Và thưa quý vị là, và đúng như vậy đó, thì trong thời gian thì vua mới ra lệnh là những thanh niên trai tráng trong làng là phải đi lính. Thì con trai ông vì tật một cái chân cho nên được ở nhà, bảo toàn tính mạng, được ở nhà với cha cả cuộc đời. Thì cái này nó sẽ còn dài nữa, nhưng mà chúng ta tìm tới đây, tìm hiểu tới đây là chúng ta thấy là cái may rủi trong cuộc đời này nó đến với nhau nhiều khi trong từng sát na, trong từng giây, từng phút mà nhiều khi chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ cần để ý, nhiều khi trong cái vui quá chúng ta đừng quá vội tự hào, tự kiêu, tự mãn với những cái đạt được của mình. Tại vì cái phước với cái họa nó đang xen lẫn nhau trong cuộc đời này. Chúng ta làm phước làm họa nhiều cái nó khó để lường lắm, cho nên quý vị phải để ý. Thì đó là những cái được và mất trong cuộc đời. Nhiều khi được của mình nhưng mà cái mất của người khác, hoặc là cái mất của mình nhưng mà cái được của người khác. Cho nên được mất này nó không có một cái thước đo cố định, mà nó tùy thuộc vào từng cá nhân. Thì cho nên cái cặp phạm trù được mất này, chúng ta để chúng ta có một cái bài học là mình, cái gì mà nó đến nó đạt được như mình muốn thì chúng ta cũng chớ vội để mà mình thỏa mãn, mình tự mãn với nó. Hoặc là những cái gì mà nó mất đi rồi thì chúng ta cũng đừng có buồn quá vì nó, và nghĩ rằng mình tiếc nuối nó quá thì chúng ta ôm cái khổ đau. Cái điều đó nó xảy ra nhiều trong cuộc sống. Chúng ta thấy nó được như vậy thì chúng ta sẽ tự tại hơn. Và cái cặp phạm trù thứ hai đó là khen và chê. Hai cái này cũng rất là quan trọng. Có nhiều người lắm, khi khen thì rất là vui mà khi chê thì rất là buồn. Cái điều đó nó xảy ra thường trong cuộc đời này. Thời Đức Phật còn tại thế, thưa quý vị, là một ngày Đức Phật có một lần Đức Phật đi hóa đạo, đi hoằng hóa đợi sanh, đi trên đường đi hoằng pháp, thì có chúng tỳ kheo cũng đi theo. Thì đang đi thì gặp một đám dân, họ đi ngang qua, họ khen, họ nói là Đức Phật hay quá. Họ khen là Đức Phật hay quá, Ngài là một vị thái tử có thể thừa kế ngai vàng, mà Ngài bỏ tất cả, vợ đẹp con ngoan, Ngài bỏ tất cả để đi xuất gia, để rồi cuối cùng trở về độ sanh. Một cái việc làm như vậy rất là khó làm. Họ khen quá thì các tỳ kheo vui quá, tại vì nghe khen thầy mình như vậy, các tỳ kheo rất là mừng và nghĩ rằng mình được thơm lây. Tại vì khen thầy mình cũng được vui, cho nên rất là vui. Thì đi một tới qua một cái làng khác thì cũng gặp một nhóm dân khác, họ lại chửi, họ chê Đức Phật, họ nói rằng Ngài là phá gia can nhiều người lắm, bao nhiêu người bỏ mà đi tu xuất gia theo Ngài, Ngài phá cái quy luật cuộc sống,
cuộc sống này cần phải vui, cần phải hưởng thụ, cần phải cần sắc thọ, sắc tài, sắc danh thực thùy, cần phải hưởng thụ nhiều. Nhưng Ngài lại phá bỏ những cái đó. Thì Ngài phá hủy đi cuộc sống rất là nhiều. Và họ chê bai Đức Phật. Thì thưa quý vị, lúc đó các tỳ kheo lại buồn, nói rằng là họ chê thầy mình vậy cho nên rất là buồn. Thì khi nghe như vậy, Đức Phật mới gọi các tỳ kheo đến, ngồi xuống và dạy các tỳ kheo. Mỗi khi mà ai khen á, các con đừng quá vội mừng. Tại mừng quá mình sẽ mất bình tĩnh, mình vui quá mình sẽ mất bình tĩnh. Và khi mình mất bình tĩnh thì mình sẽ không phân biệt được cái nào tốt, cái nào xấu. Khi mà chê quá các con cũng đừng vội buồn. Tại buồn quá các con cũng mất bình tĩnh. Khi mà mất bình tĩnh rồi thì mình cũng không phân biệt được cái tiếng chê đó là đúng hay sai. Thì thưa quý vị, cuộc đời này khen chê nhiều lắm. Dung Hiếu nhớ có một cái cô Phật tử này, đó là một cái cuộc đời cổ là một cái cảnh thật, và cổ đã kể lại một cái cảnh thật như vậy để chúng ta hôm nay chúng ta nghe để gì, để mình học lại cái bài học của cho đời mình đừng có bị những cái tiếng khen chê nó làm lay động mình. Thì cái cô này thời còn trẻ rất là đẹp, có bằng cấp học giỏi, gia đình giàu có nữa. Và cô mới nguyện rằng là rất có hiếu với cha mẹ, mới nói rằng con sung sướng rồi, bằng cấp cũng có, tài sản cũng có, sắc đẹp cũng có, bây giờ tội gì đi lấy chồng, không muốn lấy chồng, để muốn ở vậy để mà lo cho cha mẹ trọn vẹn chữ hiếu. Nhưng mà sống được tới 25 tuổi thì nghe hàng xóm bạn bè xung quanh chê bai dữ quá, nói rằng là chắc cô này ăn ở cũng xấu xa độc ác lắm cho nên không ai tới rước. Thì khi nghe như vậy và nhiều người nói quá, cuối cùng cô mới tức. Cô nói rằng với ba mẹ, con sẽ đi lấy chồng để cho họ thấy rằng là những gì họ nói là không thật, không phải do con ở ác, không phải con xấu xa, không phải do con tệ bạc mà không ai cưới. Và cuối cùng cô này đi lấy chồng. Khi mà lấy chồng về thì bắt đầu cô này nghĩ rằng là chưa cần có con, tại vì phải lo bên gia đình chồng, rồi bên gia đình mình nó lo cha mẹ hai bên, rồi lo cho chồng nó nhiều việc quá. Cô nói không có muốn có con rồi thêm vướng bận nữa. Nhưng mà thời gian quý vị biết là cũng bị chê khen tiếp. Nói rằng là gái đập không con, cây đập không trái, gái đập không con. Thì khi nghe như vậy là bắt đầu cô này cũng sanh tâm bực bội rồi. Nói rằng thôi chắc phải có con để chứng minh là mình không phải gái đập. Và cuối cùng cô biết, quý vị biết là sinh một năm một đứa, năm năm liền năm đứa con. Thì khi mà sanh con ra rồi thì phải nuôi nấng thật nhiều. Bắt đầu phải, người chồng phải đi làm ăn xa. Cái đó là một cái chuyện thật. Người chồng đi làm ăn xa để thêm kinh phí để về nuôi con, cả năm đứa con lần. Rồi còn lo gia đình nội ngoại hai bên nữa. Thì bắt đầu người chồng đi làm ăn xa, cô này thì ở nhà cần cù lo cho năm đứa con và lo gia đình bên nội bên ngoại. Thì người chồng khi đi làm ăn xa, thưa quý vị, cô này lo quá, cực khổ quá, cuối cùng nhan sắc nó cũng tàn phai. Thì người chồng đi làm ăn xa bắt đầu sanh tâm, bắt đầu mới có ý một cô gái khác trẻ đẹp hơn. Tại vì vợ mình bây giờ là già rồi, cằn cõi rồi, là làm cực khổ quá, nuôi con cực khổ quá cho nên già cả rồi. Thì bắt đầu ông chồng có vợ kiếm có người yêu. Thì cô này đầu tiên cô cũng hiểu, cô nói rằng thôi kệ, mình chi khổ, ai rước ổng mình đỡ, mình khỏi phải vướng bận nữa, ai rước mình cảm ơn. Nhưng mà quý vị, đời nó đâu có để cho mình yên đâu. Bạn bè xung quanh lại xúi nữa, nói tại sao chê cô này, tại sao dở vậy, tại sao mà hiền như vậy, phải làm sao phải giật ông chồng mình về. Chứ tự nhiên mà chồng của mình mà để cho đi theo một cô gái khác như vậy thì đâu có được. Và cuối cùng là nói quá thì cô mới thấy, nghĩ rằng mình ngu thiệt hay sao. Tại vì cho nên ai cũng nói hết thì nghĩ mình ngu rồi, cho nên cuối cùng tìm cách đi đánh ghen và hại cái cô kia, và đem được ông chồng mình về, không cho đi làm xa nữa. Mà khi đem về nhà rồi thì không có việc làm, ở nhà cô này phải gồng gánh thêm, hầu cả ông chồng nữa. Ông chồng ở không rồi sanh ra nhậu nhẹt, thuốc men, rồi chơi bời đủ trò hết, bài bạc. Ở không mà không đi làm, không có việc làm. Thì cô này cứ vậy mà khổ cả cuộc đời, tới khi chồng mất, cha mẹ chồng mất, tới khi cô này già mới hiểu đạo, mới hiểu sâu rồi mới tới gặp, mới nói rằng thiệt con bây giờ thật giá, nhưng mà bây giờ nếu không lẽ giờ con già rồi, chứ không lẽ nếu mà con còn trẻ, người ta xúi con đi bước thêm bước nữa, không lẽ con bước nữa.
Không lẽ cuộc đời con cuối cùng cứ bị người ta khen chê rồi cứ chạy theo như vậy thì cuộc đời con không còn gì nữa. Giờ con ngộ ra thì nó đã già rồi. Nhưng thôi bây giờ ít ra thì con cũng đã ngộ, không có bị trước những cái lời khen chê như vậy. Thì điều đó là rất là nhiều cái chúng ta học trong cuộc sống. Đó là hai cái cặp mà đầu tiên chúng ta có thể tìm hiểu. Đó là được mất, khen chê tức là 8, là 4. Theo như chị có thể thấy được cái gì trong cái bốn cái điều này cũng là một cái bài học này. Dạ đúng rồi, cái câu chuyện cô kể rất là thực tế luôn. Nó xảy ra rất là nhiều và ảnh hưởng trong chúng ta. Ít nhiều gì cũng có đã từng trải qua những cái được mất khen chê. Người ta khen mình cái hay là chê mình cái gì đó là đã không vui rồi. Hay là ai khen mình nó khoái lắm lại hỏi đi hỏi lại con khen gì vậy, giống như là không nghe đó, hỏi lại đi cho khen lại lần nữa, nhiều lắm. Những trường hợp như vậy thì Nhi thấy rất là nhiều, không tránh khỏi cô. Thì đó, cái này nhiều lắm. Nhưng mà nếu mình cứ sống theo cái lời khen tiếng chê, nó rất là khổ. Thì cho nên mới kể quý vị thêm một cái chuyện này rất là hay. Có hai thầy trò đi mua được một con cừu. Mua đi về, trên được cái người đệ tử mới nói rằng thôi thầy leo lên thầy cưỡi đi. Rồi con dẫn thầy đi. Thì đang đi thì hằng đi người đi đường mới nói rằng thầy sao ác quá, bắt đệ tử phải kéo phải dẫn như vậy đó. Thầy vậy thầy ác quá. Thì người thầy sao? Leo xuống cho đệ tử lên ngồi. Thì điền hơi hằng cũng bị nói nói sao đệ tử mà bất hiếu. Tại sao mà lại ngồi để cho thầy mình dẫn đi như vậy? Thì bắt đầu nói quá thì cuối cùng nói thôi xuống đi con. Hai thầy trò dẫn con nó đi, dẫn con vật đi. Thì cũng bị nói tiếp. Thế nói trời sao hai thầy trò ngu dốt vậy trời, có con cừu không chịu cưỡi, không chịu cưỡi mà lại đi dẫn bộ đi. Cái hai thầy trò nói thôi bây giờ biết làm sao giờ. Thôi bây giờ đó, quý vị thấy là cái nào người ta cũng phê bình cũng nói được hết. Cho nên cái được cái mất cái hơn thua, những cái trong cuộc sống này nó ứng hợp với từng hoàn cảnh và từng người. Mình thấy mình làm cái gì mà nó có lợi cho mình và người thì mình cứ làm. Khi nào mình làm cái điều gì mà hại cho người mà lợi cho mình thì người ta nói đương nhiên mình có thể thay đổi. Nhưng mà những cái mà nó không có hại cho ai hết, nó để nó tốt cho cuộc sống mình và nó cũng không có ảnh hưởng gì với người xung quanh thì cái điều đó chúng ta cứ tự nhiên chúng ta làm. Chứ còn theo cái lời khen tiếng chê thì chúng ta sẽ khổ với nó mãi. Thì tiếp quý vị, hai điều tiếp, tức là hai ngọn gió tiếp theo, đó là khổ và vui. Thưa quý vị, cái khổ cái vui này cũng nhiều lắm. Trong cái khổ vui trong nhà Phật có khổ và vui về sinh lý và khổ vui về tâm lý. Khổ vui về sinh lý là cái gì quý vị? Tức là thân mình nè, đói cần ăn, buồn ngủ cần ngủ, rồi nhiều khi bệnh tật đau đớn nó làm mình khổ rất là nhiều. Nhiều cái khổ xung quanh chúng ta lắm. Rồi khổ vui về tâm lý là gì? Là những cái được mất hơn thua, những cái gì trong cuộc sống này làm cho mình bực bội, không vừa ý mình, làm cho mình bực bội, mình khổ rất là nhiều. Thì làm sao để mình chặn đứng những cái chuyện này? Thì thưa quý vị, là ngày xưa thời Đức Phật á, nhiều tiền kiếp trước, ngài nhiều kiếp trước ngài đã từng tu hạnh Bồ Tát, ngài phát nguyện rất là nhiều. Có một lần ngài tới cầu pháp, có một vị thầy mới nói ngài là tu hạnh gì. Ngài Đức Phật mới trả lời, lúc bấy giờ là một ngài chưa thành Phật, ngài là tiền thân của ngài đó. Ngài mới trả lời là con tu hạnh nhẫn nhục. Thì người thầy mới chặt một cánh tay. Thì ngài nói rằng có đau không? Ngài nói không có đau. Thì chặt một cánh tay thứ hai, ngài nói cũng không đau. Và chặt cả hai chân luôn, cuối ngài cũng không nói đau. Thì với chúng ta nhiều khi mình nghĩ rằng theo như chị thì chị thấy sao? Là tại sao Đức Phật không đau? Lúc đó ngài là tu hạnh Bồ Tát, nhưng mà cái cơ thể mình đúng mà rồi. Chặt tay, chặt chân, chặt như vậy rất là đau chứ, mà tại sao ngài nói không đau? Thật ra đó, con nhắc cái này là con có rất là nhiều cái thắc mắc trong cái lúc mà nhiều khi mình những cuốn kinh mình đọc đó cô. Nó hơi ngoài đề tí, là con cứ thấy là những có những người mà tu hạnh mà hiếu thì được cái mất mắt đem trồng con ngươi đem để mà đốt quanh năm suốt tháng cũng không bằng trải hiếu, gần như là đọc một cuốn kinh hay là một cái nếu mà kinh Vô Lăng Bồn đó cô, mình có những vị thầy, có những vị tăng để mà cùng cầu nguyện cho cha cho mẹ thì có hiếu hơn là mình có cắt gai kẹp thảo thịt gì đó. Thì con thấy cái đó là cô có thấy cái đó là nó quá thẩm sinh trong cái vấn đề là mình thí dụ không cô? Thưa quý vị, là
Đó là một trong cái những cái pháp tu nhẫn nhục, nhưng mà để cho thấy nó không phải không đau, nó vẫn đau. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái tâm, cái sinh, cái tâm lý nó mạnh hơn cái sinh lý. Tức là cái tâm mình mãnh liệt cho nên vẫn thấy đau. Cái đau nhưng mà nó không, mình làm chủ được nó cho nên nó không có điều khiển được mình. Để ví dụ cho quý vị nghe một cái ý này là để mình thấy là tại sao không đau. Đó có nhiều, đó nhiều hạnh Đức Phật đó mất cả mắt mình để mà trả cầu đạo. Hoặc là đó vì có thể là hy sinh cả thân mạng luôn, nhưng mà đâu phải là không đau đâu, vẫn biết đau chứ, là con người mà vẫn mang cái thân phàm phu này vẫn biết đau. Dạ. Thì quý vị dẫn chứng đi, ví dụ một đứa trẻ 5-6 tuổi đi lên bác sĩ chích thuốc, nó đau không? Đau. Và một người lớn như mình đây, mình đến bác sĩ chích thuốc mình cũng đau chứ. Dạ. Mình cũng đau như một đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ nó chích xong nhiều khi nó đau quá, nó giận, nó hận luôn cái ông bác sĩ đó luôn. Lần sau kêu đi nữa, nó con không đi đâu, mẹ đi đi, con không đi đâu. Con có, con rất là đau, nói vậy. Nhưng mà người lớn tại sao? Vẫn đau, nhưng mà vẫn năn nỉ bác sĩ, thôi chích giùm tôi để tôi hết bệnh. Rồi trả tiền cũng chấp nhận và biết là đau nhưng mà vẫn cảm ơn bác sĩ. Là tại sao? Là tại vì á, con nít nó chưa có cái hiểu biết, chưa có một cái trí tuệ cảm, chưa có một cái độ trí tuệ để mà cảm nhận được, chưa hiểu được. Cho nên nó cho đó là cái việc sai trái và nó cảm thấy đau đớn lắm và nó hận. Nhưng mà với người lớn, chúng ta có trí tuệ hiểu biết rồi, chúng ta hiểu rằng chích thuốc tuy nó đau nhưng mà nó sẽ lành bệnh, nó khỏe. Tức là nhờ có trí tuệ. Thì cũng vậy, các vị Bồ Tát tu cái hạnh nhẫn nhục là nhờ có trí tuệ. Cho nên làm chủ được cái tâm lý của mình, không có bị khổ về, không bị nó khổ. Chặt tay các ngài vẫn biết đau, đau đó nhưng mà các ngài vì không chấp vào nó, làm chủ được cái bản tâm của mình cho nên không khổ đau. Còn con người chúng ta, nếu cho nên mới nói rằng nếu chúng ta vượt qua được những cái thuận nghịch này trong cuộc đời này chúng ta thành Phật. Còn nếu chúng ta bị những cái thuận nghịch trong cuộc đời này nó làm chủ mình được, được mất hơn thua những cái ngọn gió này, nó làm chủ mình, nó thổi mình thì mình không làm chủ được thì mình bị ngã nghiêng. Mình cứ làm phàm phu mãi, trôi lăn mãi trong sáu nẻo luân hồi. Thì cái điều này gọi là những cái khổ vui trong cuộc sống này chúng ta cần phải biết. Chỉ cần chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta khắc phục, làm chủ được nó là chúng ta qua khỏi được. Thì cho nên là đó, giống như hồi nãy dẫn chứng hai cái chuyện đó. Tại vì con nít nó chưa có cái trí tuệ, nó chưa hiểu, nó chưa làm chủ được. Thì còn con người chúng ta, nếu chúng ta không làm chủ được thì chúng ta cũng bị những cái khổ đau trong cuộc sống này nó ngã nghiêng liền. Rất là nhiều điều mà nó cám dỗ, nhiều điều mà nó cột chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm chủ được nó thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái khổ vui đó. Cho nên là tại sao mà Hiếu cũng nhớ còn nhỏ là thấy hình ảnh mà Đức Phật khi mà sanh ra, nó trong kinh điển nó có hai dòng nước nóng và nước lạnh tưới tắm cho ngài. Thì có những vị cũng thắc mắc, nói là ủa con nít sinh ra mà hai cái dòng nước nóng lạnh mà tắm cỡ đó mà sao chịu nổi, sao chịu nổi. Thì lúc đó thì sư phụ mới trả lời thôi, vậy ngài mới là Phật. Là tại sao ngài vượt qua được cái đó, ngài mới là Phật. Còn mình vượt qua không được cho nên mình cứ phàm phu mãi. Mình cứ bị phàm, mình cứ sống trôi lăn trong cái vòng đó quả, chúng ta không vượt qua được. Thì cho nên cái điều những khổ vui trong cuộc sống thì rất là nhiều, nếu chúng ta nói rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải biết làm chủ được nó. Thì cái thứ cặp phạm trù thứ tư, đó là tiếng tốt và tiếng xấu. Cái này rất là nhiều. Chúng ta nghe trực tiếp, nghe gián tiếp người nói về mình như thế này, nói về tiếng tốt, tiếng xấu. Thì nếu chúng ta mà làm chủ được những cái đó là chúng ta sẽ tự con mình sẽ đứng vững trên con đường mình đi. Trong kinh điển nhà Phật có một cái dẫn dụ rất là ý nghĩa. Tức là có một cái vị đệ tử là lớn nhất ở trong chùa, người sư phụ rất là tin tưởng, tại vì vị này vừa học giỏi mà vừa có đức độ. Hằng ngày là luôn dạy cho tăng chúng ở trong chùa, rất là giỏi và luôn được mọi người khen ngợi. Luôn luôn có được tiếng khen và vị này sống với tiếng khen này. Tại vì quá, vị này có đức độ thiệt nhưng mà nhiều khi khen quá cái vị này cũng có đôi lúc cũng có những cái sự tự mãn ở trong lòng. Tự khen, nhiều tiếng khen quá. Và một hôm thì người thầy mới thử sức thử coi là vị này coi tu tới đâu, tại muốn truyền lại cái
kế thế, kế thừa một ngôi chùa, cho nên là muốn thử. Thì một hôm vị thầy cứ lâu lâu vị thầy giả bộ giấu một cái món đồ gì đó, giả bộ là mất, la lên nó mất trộm. Lâu lâu sư phụ giả bộ giấu một món gì đó, cứ như vậy mấy tháng liền. Thì có một hôm sư phụ mới la lên trong phòng là ăn trộm. Thì người đệ tử đó, người thân cận, đệ tử lớn thân cận mới chạy vào nói: ủa thầy ơi, ăn trộm ở đâu vậy? Ăn trộm, những cái nghĩa là muốn vào để phụ với thầy của mình để bắt cái kẻ trộm đó. Thì khi mà vào á, thì người thầy mới túm bắt ngay cái người đệ tử, mới la lên: bắt được ăn trộm rồi, mọi người mau vào giúp. Thì khi như vậy các đệ tử ở các nơi cũng vào. Và đương nhiên lúc bây giờ là họ chỉ tin thầy mình thôi, có làm sao được. Tại cái chuyện rõ ràng là người thầy mình đang túm cổ của người sư huynh lớn, người đệ tử lớn là sư huynh lớn của mình, và nói rằng đây là kẻ ăn trộm. Thì đương nhiên cái người đệ tử này không cách nào mà để từ chối được, không cách nào mà biện minh cho mình được, và cuối cùng đuổi ra cho ở khỏi chùa. Thì người đệ tử này mới xin là cho con xin ở trước cổng chùa, và người thầy mới gửi, chẳng những vậy mà còn gửi giấy đi các chùa xung quanh, mới nói rằng là vị này là một người xấu, một người ăn trộm, một người rất xấu, không chùa nào nên chứa vị này. Thì quý vị biết là vị này rơi vào một cái khổ đau rất là cùng cực, rất khổ đau. Và trong mấy ngày liền như vậy, và sống trong cái sự dày vò đau khổ như vậy. Nhưng mà được một cái là không tỏ thái độ giận, hận. Như với chúng ta thì chắc chắn quý vị rằng, học như ở nhà quý vị thấy đó, nếu như gặp mình đổ thừa cái gì con cái làm, nói nó cái gì sai cái là nó sụ liền, nó giận. Mà chẳng những vậy, nhiều khi không thèm nhìn mặt cha mẹ nữa. Mình nói cái gì oan á, đúng không? Dạ. Là nó giận liền, nó sẽ không bao giờ để ý tới, không nhìn. Mình dạy đúng, nó giận thì cái chuyện đó không nói gì. Dạ. Mà mình dạy sai, mình làm oan cho nó còn giận. Tại vì nó nghĩ rằng là oan mà. Dạ. Cái chuyện rất là nhiều. Nhưng mà người đệ tử này, sau bao nhiêu ngày, mấy ngày, một ít nhất cũng một tuần lễ dằn vặt với những cái khổ đau này, cuối cùng người đệ tử mới xin vào gặp thầy. Là bạch thầy, con đã hiểu, con đã ngộ. Thì lúc đó thầy mới vui. Tức là lúc đó là đã hiểu rồi, tức là lâu nay là chỉ cần một chút xíu đó thầy mới hiểu ra là thầy thử như vậy mà. Mình học thật nhiều, mình dạy thật nhiều, nhưng mà thầy mới thử lòng cái là buồn. Nghĩa là may một cái là chưa tới hận. Còn trường hợp chúng ta có nhiều vị khổ quá là dẫn tới này, tự tử này. Yeah. Bỏ cha, bỏ mẹ nè, bỏ thầy, bỏ tổ nè, bỏ bạn, bỏ bè, nói chung bỏ người thân, từ chối tất cả. Thật ra sư phụ này thử cũng hơi nặng đó cô. Thì cái đó nặng đó, nhưng mình như vậy thì mới biết được là một con người như thế nào. Yeah. Thì từ đó quý vị biết là vị này được truyền thừa. Yeah. Tại vì đã ngộ được rồi, đã cảm nhận được rồi, tức là không có gì. Tại cho nên quý vị biết trong cuộc đời này nhiều cái nó đến với mình mà chúng ta khó lường lắm. Yeah. Cho nên quý vị biết giờ mình phải làm sao để mà không có bị gọi là bát phong suy bất động, tức là bất động trước tám ngọn gió này nó thổi mình, thì có cái cách nào, cái phương pháp nào, thì theo như chị, như ý chị có thể có cái cách nào con nói trước con, khi chia sẻ con, cá nhân mình phải có cái cách nào để cảm nhận được ha cô. Tại vì thật ra như ý hay dẫn cho mình nói trái đất tròn, nhưng mà lòng người thì góc cạnh, cho nên mà hay bị lao đao bởi những cái lời nói, những cái ánh nhìn này kia nọ của thế gian. Nhưng mà thật ra quý vị, như cô đã chia sẻ những cái tám ngọn gió mà mình cũng đã được học, mình nói như là mình có nghe nói là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó. Nhưng mà thì khi nhiều khi ngồi mà không có yên được, cho dù mặc dù con biết là sẽ có những cái cách thức là mình đừng cái vui buồn bất chợt này kia, mình đọc đủ những cái câu chuyện, mình đọc đủ những cái lời giảng, nhưng mà khi đụng chuyện rồi thì không dễ chút nào hết. Có nghĩa là con rất là mong muốn để mà được nghe cô giảng ngày hôm nay, để coi con có thể nạp dung thêm cho con được, để mà con hoàn chỉnh hơn chút đỉnh nữa. Dạ. Dạ. Thì cho nên bình thường mình không biết đâu, mình cứ nghĩ rằng mình hiền lành, dịu dàng, dễ thương. Dạ. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi, gặp những cái chướng ngại trong cuộc đời rồi, thì lúc đó mình sân si lên tới đâu á. Dạ. Thì mình mới biết là mình tu tới đâu, mình phải làm chủ được nó chưa. Khi mà gió thổi đến á, lúc đó mình mới biết mình vững như thế nào. Dạ. Thì thưa quý vị, để trước khi đưa quý vị ra những cái phương pháp này, thì kể quý vị nghe một cái chuyện này để có thấy được không? Yeah. Có thấy được là cái cách nào trong cái bài học ngày hôm nay hay không? Yeah.
có một cái anh thanh niên này, con của một cái gia đình là thầy cha là một người giáo sư, một thầy dạy kiếm giỏi, gọi là kiếm sư đó, rất là giỏi. Nhưng mà truyền bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu người, mà đặc biệt con trai mình ông không dạy. Và đứa con thì rất thích, mới nói rằng ngày nào cũng năn nỉ cha là cho mình được học kiếm, để được muốn kế thừa kiếm sư, muốn làm kiếm sư kế thừa cha của mình. Thì người cha mới không dạy, không bao giờ dạy. Thì người con mới buồn quá, bắt đầu mới đi tìm, tìm thầy học. Đi tìm tới một cái người thầy đó. Bỏ cha mình đi luôn, tại vì là cha mình không chịu dạy. Thì tới một cái gia đình, một người thầy cũng kiếm sư, mới xin là bây giờ con có cha mẹ già, con muốn trả hiếu cha mẹ, cho nên con muốn học kiếm để con về con tiếp nối cha của con, rồi con muốn để con trả hiếu, con lo cho cha cho mẹ con. Thì nói như vậy thì theo thầy thì thầy thấy con học được hay không? Thì người thầy mới phá một câu, nhìn bộ gió anh là chắc không học gì được đâu. Thì nói như vậy thì anh này cũng hơi giận, hơi, nhưng mà nghĩ lại mình đi cầu thầy thôi, mình không nên giận. Mới hỏi tiếp, bây giờ thầy muốn sao con cũng làm hết á, bây giờ cho con ở đỡ ở đây cũng được nữa, cho con gánh nước nấu cơm, lo giặt giũ chăm sóc con cái cho thầy, lo mọi việc hết trong nhà từ A tới Z, và con chỉ xin là học nghề kiếm thôi, con làm hết mọi việc, thầy muốn gì con cũng làm. Thì theo thầy như vậy thì con học được bao lâu? Thì người thầy còn phán nặng hơn nữa, nói rằng là nếu như vậy, theo tôi anh thì dùng cả cuộc đời này không biết có học được hay không. Nói như vậy thì anh này mới ngộ được một ý là học kiếm thì không nên nóng vội. Tức là người làm kiếm, người đánh kiếm mà, nếu mà nóng tính nóng vội thì không bao giờ làm được. Cho nên anh này mới chấp nhận, nói thôi con chấp nhận ở lại đây, khi nào thầy dạy thì dạy. Con hiểu rồi là không nên nóng vội, con không muốn nhanh nữa. Bây giờ con ở đây con làm phục vụ cho thầy mọi việc trong nhà từ A tới Z, rồi khi nào thầy dạy, con không nóng nữa. Mà quý vị biết ở đó làm việc 3 năm trời, người thầy không nói một tiếng nào. Bao nhiêu lớp tới học ra trường, bao nhiêu người tới học ra trường, anh này cứ làm lụng suốt ngày, không có được dạy một cái gì về kiếm đao hết. Anh này cũng hơi buồn, hơi tủi thân rồi. Nhưng mà 3 năm rồi cũng ráng làm nữa, cất công làm tiếp, vẫn cứ làm. Thì có một hôm anh này đang ngồi chẻ củi, thì người thầy mình mới lén bắn tới một cái kiếm, mà kiếm này làm bằng gỗ thôi cho nên nó cũng không đến nổi. Anh này không đỡ kịp, tại vì bất thình lình mà nó bắn vô trong người cái rất là đau đớn. Và từ đó một lần anh đau đớn là anh có kinh hơi sợ sợ rồi, anh hơi để ý rồi. Và cứ thế từ đó bao nhiêu kỳ, bất cứ lúc nào anh làm cái gì đều bị thầy lén bắn bằng cái kiếm gỗ. Và anh từ đó anh tự làm chủ, tự bảo biết cách để phòng thủ rồi. Anh nghĩ ra cách này cách kia để mà ứng xử lại với thầy của mình, tại vì thầy không bao giờ mà đánh trước mặt, mà thầy cứ đánh lén. Và thưa quý vị, trong một thời gian ngắn thôi, anh này đỡ 100%, rất là giỏi. Và sau đó người thầy mới gọi anh này lên, mới nói rằng con đã thành tài rồi, cho con gì. Thì quý vị biết tại sao người thầy không đánh thẳng? Đánh thẳng thì cái chuyện đó dễ rồi, ngang ngay sổ thẳng thì dạy, đánh thẳng và dạy mình cái cách đỡ thì cái chuyện đó nó quá dễ. Nhưng mà người thầy cứ đánh lén sau lưng. Và cuối cùng anh này tìm cách được đỡ, và cuối cùng thành một người thiện xảo luôn. Cái đỡ lén được thì cái đỡ mà trước mặt thì cái chuyện nó quá dễ dàng. Và người thầy cho ra trường. Thì quý vị biết, đó là cái bài học để chúng ta làm sao để học cái cách mà đỡ 8 ngọn gió này. Thì đỡ bằng cách nào thưa quý vị, làm sao để được như vậy? Thì đây là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Cuộc đời này những cái được mất hơn thua, khen chê tốt xấu khổ vui này, nó đến với mình, nó đâu có báo mình trước đâu. Nó ê ngày mai khổ đến nghe, đâu có. Hoặc là ngày mai vui đến nghe, khó, ít lắm, không có đâu. Những cái mà nó đến, những cái ngọn gió này nhiều khi đó quý vị có thể dự báo trước. Nhưng mà dự báo trước rồi cũng bị ảnh hưởng chứ đâu phải không có đâu. Nhưng mà dự báo trước nhiều khi nó đâu có đúng đâu. Mình thấy gió ở ngoài đời cũng vậy, gió thật cũng vậy. Dự báo trước rồi, biết đoán trước rồi, nhưng mà nhiều khi nó có thể mạnh hơn, hoặc là nhiều khi nó yếu hơn. Rồi những cái mà chúng ta biết được, những cái đến với mình, thì làm sao chúng ta chặn được nó. Thì muốn được cái điều đó, chúng ta phải tích tụ rất là nhiều những cái định lực trong cuộc sống.
đó là cái phương pháp mà chúng ta phải hằng ngày, chúng ta phải dành thời gian để chúng ta thực hành cái chánh niệm. Khi mà quý vị có cái định, là cái sức mạnh của cái định, nó sẽ có được trí tuệ. Và có trí tuệ thì tự nhiên gặp chuyện mình sẽ rất sáng suốt. Gặp cái gì đến, chúng ta sẽ có một cái cách xử lý, chúng ta ứng xử lại liền. Còn nếu quý vị cứ học suông mà không có chánh niệm, chúng ta không có một cái định lực, thì gặp cái chuyện gì đến là mình bị chùng bước liền, mình sẽ bị nó quật ngã mình liền. Cho nên cái định lực rất là quan trọng. Đó là cái mà chú cốt yếu trong cuộc sống mà chúng ta phải làm. Cho nên quý vị thấy tại sao có những người khi mà gặp người ta chửi tới, người ta chửi, có những người họ rất bình thản, họ tự tại lắm, họ vẫn vui. Chắc chắn cũng có những cái chút gì đó, nhưng mà họ tự tại. Còn khi mà quý vị thấy mình gặp những cái chuyện khổ vui trong cuộc sống, nó đến với mình mà mình xanh mặt, mình tái mặt, mình đỏ mặt, mình sân giận lên, thì mình biết rằng mình chưa có cái nội tâm, chưa có cái nội lực. Mình cần phải dành thời gian để mà định. Mà cái định đó có nhiều cách. Chúng ta có thể ngồi đọc kinh Phật, ngồi nghe pháp Phật, ngồi thiền để ý, quán chiếu hơi thở, quán chiếu cái bản tâm của mình. Thì người học trò đó, mấy năm trời nhờ cái tích tụ, gánh nước, nấu cơm, chẻ củi, làm việc cho thầy mình trong mấy năm trời, đó là cái gì? Cái ngụ ý là tích tụ cái vốn liếng, chứ không phải tự nhiên mà anh này đỡ được đâu. Mà nhờ trong cái 3 năm đó, anh này học được từ xung quanh thầy mình dạy người này người kia, và anh biết tạo cho mình một cái vốn, cái nội lực. Cho nên khi mà gặp thầy mình đánh lén là anh đỡ được. Còn mình, số ngày chúng ta không có để ý, chúng ta cứ sống với đi làm tiền, chúng ta cần, rất cần. Nhưng mà chúng ta cứ lo cuộc sống bên ngoài mà chúng ta không có trau dồi cái nội lực cho tâm của mình. Cho nên có một lần, thưa quý vị, là ngày xưa có một vị quan tên là gọi là Quách Nghi, tới gặp thiền sư Bạch Vân. Mới hỏi thiền sư là thế nào gọi là ngã mạn. Thì thiền sư mới nói lại là đồ ngu quá, ông đồ ngu quá. Hỏi chi mà tào lao quá, hỏi cái câu này rất tào lao. Thì quý vị biết người cái vị quan gọi là Quách Nghi này rất là tài giỏi. Rất là giỏi, rất là được, làm việc được trong triều đình, rất là tốt, rất là giỏi, được nhiều tiếng khen lắm. Mà khi nghe thiền sư mắng một cái là ông đỏ mặt lên liền, hầu như là muốn trở lại, là muốn đánh đó. Tại vì rất là giận, tự nhiên mình hỏi thì tại sao không trả lời, chỉ hỏi là thế nào gọi là ngã mạn, thì cái chuyện đơn giản thiền sư cứ trả lời cho thôi, mà sao tự nhiên là khởi cái tâm nói một câu đồ ngu liền. Ủa, mình hỏi như vậy đâu có phải ngu. Thì vị này mới giận lên. Thì lúc đó thiền sư mới nói rằng đó, ngã mạn là chỗ đó. Tức là thấy mình cao, thấy mình giỏi, thấy mình tài, cho nên chỉ cần chửi một câu đồ ngu là tự nhiên nóng giận nó sân lên liền. Cho nên cái thứ hai mà chúng ta cần muốn làm chủ được, không có bị những cái lay động xung quanh, là mình phải phá ngã. Tức là mình phải xem mình là nhỏ nhoi trong cuộc sống này. Dù mình làm ông này bà kia, cũng chỉ là một cái hạt cát giữa sa mạc thôi. Chúng ta, mình không thể tự mình mà làm giàu được. Mình giàu lên không phải tự mình đâu, nhờ xã hội rất nhiều, nhờ những người xung quanh rất nhiều. Chúng ta cứ nghĩ rằng tại mình mới giàu, không phải. Hoặc là chúng ta được thành tựu, được cái tài năng là nhờ rất là nhiều duyên hợp lại, nhiều người giúp đỡ. Mình nghĩ như vậy, tự nhiên cái ngã mình sẽ thấp xuống. Mình thấy mình nhỏ bé, mình thấy mình không có phải tài giỏi gì quá. Mình thấy như vậy cái ngã mình thấp. Thì khi mà gặp những cái chuyện gì đó, chúng ta không có nóng giận. Cho nên cái ngã rất là quan trọng. Cái điều này mà tu để phá ngã nó phải công phu nhiều lắm quý vị. Chứ không phải tự nhiên mà mình phá ngã được đâu. Mình phải quán cái vô thường, quán cái nhân duyên giả hợp trong cuộc sống này. Trong cuộc sống này nó không có cái gì một duyên mà nó hợp thành, mà nhiều duyên mới nó hợp thành. Ví dụ quý vị thấy trong một cái chương trình chúng ta ngồi hôm nay chúng ta nói chuyện, mình nghĩ rằng ồ sao có đầy đủ, mình lên mình ngồi mình nói cho mọi người nghe, nhưng mà ít ra chúng ta có một cái tâm mang ơn những người vất vả chuẩn bị cho chúng ta những cái phòng ốc, rồi những người phải ngồi ghi âm lại, rồi phải phát ra nhiều cái duyên hợp lại mới có một cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Mình nghĩ như vậy là mình không có tự mãn,
mình sẽ có cái tâm là mình cảm ơn, mình không tự mãn liền. Còn nếu mình còn thấy mình nhất, mình là hơn, thì cái tâm tự mãn mình sanh ra. Mà cái ngã mình cao á, là gặp một cái những cái gió được mất, khen chê, khổ vui, những tiếng tốt, tiếng xấu nó đến với mình, những ngọn gió cuộc đời nó đến, là quý vị sẽ sân giận liền, khổ đau liền. Tại vì mình thấy mình tại sao những cái mình làm của tiền ra tự nhiên sao nó mất. Hoặc là mình thấy rằng là nhà cửa mình làm ra ngon lành rồi tự nhiên bị người ta xe cộ mình mua ngon bị cướp mất, mình sẽ khổ vì nó. Cho nên cái cách mà một cách nữa để chúng ta làm chủ được trước những cái sóng gió cuộc đời, những cái gió cuộc đời này, tám ngọn gió này, thì một cái cách nữa chúng ta cần ứng dụng là khi là chúng ta học cái pháp là khi những cái khổ đau nó đến với mình, những cái nghịch cảnh nó đến với mình, thì mình tu cái pháp gọi là báo oán. Tại sao gọi là báo oán? Tức là những cái khổ đau, những cái nghịch cảnh, những cái điều bất như ý nó đến với mình, thì mình phải quán rằng chắc do nhân duyên nhiều kiếp mình cũng đã từng làm những cái chuyện xấu xa như vậy, làm những cái điều không tốt như vậy, cho nên hôm nay chúng ta bị trả quả. Mình nghĩ như vậy tự nhiên mình sẽ không oán giận những người đem khổ đau đến cho mình. Mình sẽ không ghét, không hờn những người tạo những cái xấu cho mình. Cái đó gọi là cái tu pháp báo oán. Mà chúng ta muốn thực hành được cái này, chúng ta phải thực tập rất là nhiều quý vị. Chúng ta phải rải lòng từ, chúng ta phải huân tập cái tính từ bi, một cái tình thương trong lòng của mình. Thì khi gặp những cái cảnh khổ đau đó, chúng ta tự nghiệm lại và tự soi lại bản tâm mình, nghĩ rằng do mình đã từng tạo cho nên hôm nay gặp cái cảnh như vậy, thì tự nhiên cái sân giận, cái ngã của mình nó sẽ hạ xuống và chúng ta sẽ làm chủ được. Và cái cách thứ hai mà chúng ta có thể thực hành đó là gì? Khi những cái vui, những cái thành tựu, những cái điều tốt đó đến với mình, thì mình phải tu cái pháp gọi là ban rải tình thương, trả mang ơn, báo ơn. Hồi nãy chúng ta báo oán, bây giờ mình báo ơn. Tức là mình phải nghĩ rằng những cái gì mình được hôm nay, mình thành tựu hôm nay, là do nhiều người giúp đỡ cho mình, nhiều người mang đến cho mình. Thì khi mình thấy như vậy, mình sẽ không tự mãn để mình hưởng thụ cái phước mình đang có. Khi mình thành công một cái chuyện gì đó, tự nhiên mình sẽ tự nhắc nhủ mình là cái này là do cái phước mình có mới có được. Thì hưởng phước bất khả hưởng tận, tức là mình sẽ tự nhủ như vậy và mình tiếp tục làm phước nữa. Mình đừng có sanh ra ngã mạn, đừng có sanh ra khinh thường người khác, thì tự nhiên chúng ta sẽ thay đổi được. Chúng ta sẽ không tự mãn và chúng ta tiếp tục sống tốt hơn để mình tạo phước chứ mình không có hưởng thụ. Thì đó là những cái gì mà hôm nay muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta học. Thì nếu quý vị chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày thì cuộc đời chúng ta rất là tự tại. Dù những cái ngọn gió nó mạnh cỡ nào, nó cấp độ mấy, chúng ta vẫn vững được. Mà quan trọng chúng ta vững như thế nào là chúng ta phải thực tập thường xuyên. Thì thật ra đó quý vị, khi mà nghe cô giảng những cái bài pháp như vậy đó, thì chúng ta biết là chúng ta không có dễ làm. Một cái thí dụ điển hình thôi, con gái của Như Ý mới có bị accident cách đây cũng một vài ngày. Thì khi là mình biết là những chuyện, có những chuyện này chuyện kia nó sẽ xảy ra, nhưng mà khi mà mình bước xuống xe, lúc mà tính nơi mà cái con đứa nhỏ nó bị đụng xe đó, bước xuống xe cái lập tức ngay cái lúc đó là mình cảm thấy cái bực bội của mình, là mình nói là giống như là mình thương con thì mình giống như mình binh con mình vậy đó. Lúc đó tự nhiên khi Mỹ về, Nhĩ hối hận lắm, là tại vì Nhĩ nhớ là có lúc đó cái cô mà đụng xe của con, Nhĩ cô không có nói được một tiếng nào luôn, như là cô sợ đến mức độ mà cô không có mở miệng nói được một tiếng nào luôn á. Thì cái tự nhiên mình về mình nghĩ là mình, tại sao lúc đó mình không hỏi thăm cổ một tiếng là cô có sao hay không, hay là cái nợ mà bước xuống xe là mình nhào lại con mình, cái con mình nó có sao hay không, này cái nọ, mình cứ giống như là tự nhiên về hối hận lắm. Có nghĩa là thấy rõ ràng chỉ có một chút xíu như đó thôi đó mà mình đã bị những cái nó gọi là một trong những ngọn gió nó đã tấn công mình rồi. Thì khi đến về rồi, hết gió rồi, bình tĩnh rồi đó, thì thấy là thấy tiếc nuối, là thấy là tại sao lúc đó mình không có lời hỏi thăm cổ một tiếng là cô có sao hay không, hay là cái này mình tự nhiên cảm thấy như rất là hối hận về cái việc đó. Thì khi mà mình nghe những cái bài giảng như vậy đó quý vị, mình như biết không phải dễ làm. Mình như Nhĩ đã nói đó, nghe thì dễ
nghĩ thì dễ nhưng mà để làm thì khó. Cho nên con người chúng ta phàm là người phàm phu tục tử rồi đó, thì chúng ta có những cái suy nghĩ, nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ thì chúng ta nên ráng nghĩ tích cực. Nhất là trong những cái thời buổi xã hội ngày nay, khi mà Covid vẫn còn đang rất là nhiều nơi xảy ra, nhất là ở Việt Nam. Hằng ngày nghĩ nghe news như thế, rất là nhiều những cái tin tức về ở bên Việt Nam, cái case nó càng ngày nó càng tăng lên. Người mọi người đem đi cách ly trong những cái nơi giống như là trại tập trung gì đó, rất là khổ quý vị. Khi mà mình thấy những cái đó, mình coi những cái đó, mình thấy là mình cần phải ổn định như cô nói, đó là cái mình phải có những cái chánh cái định. định, mình phải có những cái tâm thần, mình phải an lạc lắm mình mới vượt qua được những cái thời điểm đó, chứ không nổi ý nghe thôi là như ta thấy rất là mệt mỏi rồi, đừng nói đến những người mà người ta phải chịu trong những nghịch cảnh như vậy. Dạ, cô nghĩ là thật ra thì khi mà mình đang đụng vào những cái trường hợp như vậy đó, theo cô thì cái cách nào mà mình có thể nhận định được liền cái chuyện đó là mình đang bị ảnh hưởng bởi tám phong, tám ngọn gió đó? Đôi khi mình không có nhận thấy cho đến lúc như con nói đó, đôi khi con đủ chuyện là con không nhận thấy cho đến lúc con về nhà rồi mình mới thấy là oh wow, mình đang bị che lấp bởi những cái mà những cái suy nghĩ riêng tư của mình. Thì theo cô là mình có thể có cách nào để mình nhận biết hay không? Thì đó, thì cho tại vì là lúc đó cái bản năng của mình nó chiếm nó nhiều hơn cái lý trí. Dạ. Yeah. Thì cho nên mình muốn lý trí nó nhiều thì mình phải thực tập trong cuộc sống hàng ngày. Mình phải tích trì chú tụng kinh niệm Phật thiền. Yeah. Mình phải tích tụ những cái năng lượng tích cực vào thật nhiều, thì khi đụng chuyện tự nhiên mình có cái năng lượng tích cực nó đỡ. Yeah. Còn bình thường mình cứ tích tụ những cái năng lượng tiêu cực nhiều quá, cho nên cái gì mà nó nhiều thì nó sẽ ứng ra trước, cái tàn. Yeah. Thức mà nó lôi ra trước. Thì cho nên quý vị phải cần tích tụ những cái năng lượng lành, những năng lượng tích cực, gặp chuyện tự nhiên chúng ta sẽ ứng xử rất là tốt đẹp. Còn quý vị cứ tích tụ những cái năng lượng tiêu cực, đụng chuyện thì năng lượng tiêu cực nó ứng xử trước, nó xảy nó ra trước. Dạ. Tại vì nó mạnh. Chứ rồi là nhỉ, đang bị những năng lượng nhưng mà ít ra là mình biết giác ngộ. Nhưng mà ít ra giác ngộ, tại Đức Phật nó có hai hạng người đó, một. Dạ. Người biết giác ngộ là cũng là người tốt. Mình biết. Dạ. Giác ngộ chậm một chút nhưng mà giác ngộ, còn hơn là không giác ngộ. Dạ, dạ. Mình thôi thì chúng ta hãy cùng nhau tu tập, tại vì tu là sửa đó quý vị, phải không cô? Mình mỗi ngày mình sửa chút đỉnh để mình càng ngày mình càng hoàn thiện mình hơn. Mình còn hết rồi. Năm hết rồi hoàn. Dạ, mình còn giờ Yến biết là mình đã hết giờ rồi, thì con rất là cảm ơn cô đã đến đây chia sẻ cái bài giảng rất là hay, tám ngọn gió của cuộc đời mà không có ai tránh khỏi hết. Cho dù chỉ biết ngay cả những cái người mình tự nghĩ là mình rất là đạt đến một cái đỉnh của cái sự giống như là nhẫn nhục rồi, và đôi khi vẫn không có qua được cái nổi giận của tám ngọn gió nó ảnh hưởng, giống như là cô nói là ngài Tô Đông Pha, mặc dù đã được là theo như ý biết ngài là một trong những cái người cư sĩ tu tại gia rất là thuần thành, nhưng mà khi mà bị những cái ngọn gió đó thổi vào, ngài vẫn phải giận dỗi, ngài vẫn phải chịu những cái ảnh hưởng của cái tám ngọn gió của cuộc đời. Con rất là cảm ơn cô, và như ý kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an, và ngay bây giờ xin kính chào tạm biệt.